ông Lưu Bình Nhưỡng gọi thẳng tên Hoài Linh, tuyên bố cứng rắn về vụ ngâm tiền từ thiện 6 tháng. Trong buổi tọa đàm mới đây, ông Lưu Bình Nhưỡng đưa ra quan điểm về ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ. Sự việc của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh khó tránh khỏi việc cũng bị nhắc đến. Chiều ngày 24 tháng 9, buổi tọa đàm cá nhân từ thiện thế nào cho đúng của báo Đại đoàn kết chính thức lên sóng. Các khách mời lần lượt là ông Lưu Bình Nhưỡng, tiến sĩ luật, đại biểu Quốc hội khóa 14, ông Lê Ngọc Khánh, đại tá, tiến sĩ, luật sư, MC Phan Anh ca sĩ Thái Thủy Linh. Tại đây, họ có những trao đổi về câu chuyện làm từ thiện của các cá nhân. Ca sĩ Thái Thủy Linh đặt ra câu hỏi, liệu cá nhân làm từ thiện sẽ phải khai báo cho ai, giữ tiền bao lâu thì vi phạm pháp luật. Trường hợp của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh được đưa ra làm ví dụ. Nam danh hài đưa ra nhiều lý do giải thích cho việc chậm trễ nửa năm của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ tiền như vậy liệu có phạm luật. Đây là thắc mắc với cư dân mạng suốt thời gian qua. Trả lời chuyện này, ông Lưu Bình Nhưỡng nói, có những thứ không bàn đến thời gian nhưng ở trường hợp của hoài linh thì anh ấy vận động vì mục đích gì vận động vì mục đích bão lũ thì chỉ giải quyết trong bão lũ nếu qua rồi mà anh vẫn cầm tiền phóng viên thì người ta không chấp nhận chúng ta phải hiểu mục đích là rất quan trọng anh ấy phải giải ngân ngay chứ kể cả anh ấy trồng thêm lãi cũng không được ông lưu bình nhưỡng cho biết hiện nay thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi một nghị định động thái này nhằm mục đích giúp cho cơ chế pháp lý liên quan chuyện từ thiện được phù hợp hơn Trước đó, tháng 10 năm 2020, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đứng ra kêu gọi quyên góp tiền để ủng hộ cho đồng bào miền Trung, ông nhận được số tiền hơn 13 tỷ đồng sau thời gian ngắn vận động. Tuy nhiên, đến tận tháng 5 năm 2021, Hoài Linh vẫn chưa giải ngân, chuyển tiền đến người dân. Điều này khiến dư luận bức xúc, bắt đầu đồn đoán Nam danh Hải có khuất tất, ý định ăn chặn. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã lập tức lên tiếng phân trần. Các lý do ông đưa ra cho việc chậm trễ này là vì dịch bệnh, bản thân cũng có vấn đề về sức khỏe và lịch trình quá dày nên chưa thể giúp đỡ đồng bào. Trước làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng, Nam Danh Hải đã lập tức giải ngân hơn 15,2 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn. Dù vậy, đến tận bây giờ Hoài Linh vẫn là cái tên nhận nhiều chỉ trích, yêu cầu công khai minh bạch thu chi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.